Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Moto Văn Nga 79. Rồi, xin chào tất cả anh em đam mê xe, đặc biệt là những anh em đam mê xe mô tô phân khối lớn ha. Moto Văn Nga 79 là một kênh chuyên mua bán và trao đổi xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng. Có mua, có bán, có trao đổi luôn ha quý khách. Thường thì xe sẽ lướt đẹp, độc và đặc biệt giấy tờ phải được rõ ràng, sang tên mua bán nha. Nói về xe đẹp và độc thì trong 2 ngày vừa rồi, thứ bảy chủ nhật vừa rồi, lễ hội Moto Festival Moto tại Phan Thiết khu Bầu Trắng, thì các anh em mà có đi dự đại hội vừa rồi thì biết hả, quá nhiều xe đẹp, quá nhiều xe độc luôn, và cái số lượng xe nó lên đến hơn 1.500 xe, thì nó nhiều khủng khiếp. Từ trước tới nay Việt Nam không có một cái sự kiện mô tô nào mà nó nhiều như vậy, và có quá nhiều xe độc đẹp luôn hả. Có những xe độ đẹp nè, và có những xe rất là mắc tiền, thậm chí có những chiếc siêu xe luôn nè, rất là quá đã trong 2 ngày qua. Rồi, sorry, lát mình sẽ gọi lại cho các. Và sau đó thì đã được xác lập kỷ lục Guinness số lượng xe nhiều nhất từ trước tới nay và diễu hành dài nhất từ trước tới nay, nên nó thành công cũng rất là tốt đẹp. Và trong cái số lượng người tham gia ngay thời điểm ngày 25 lên tới 2.700 người, là tính ra là một cái buổi sự kiện, một buổi tiệc, một buổi chơi mô tô rất là hoành tráng luôn hả. Anh em theo dõi là vừa rồi có đi là biết hả, rất là sướng luôn. Mình dăng nắng ngoài đó 2 ngày luôn, về cũng ngán luôn. Hôm nay trở lại review những chiếc xe để phục vụ anh em đam mê quan tâm xem, và có lựa chọn thì lựa chọn hả. Mình ngưng mấy ngày hôm nay mình làm lại. Rồi, đây cái clip ngày hôm nay sẽ dành cho bé đến từ nhà Honda, cũng là một huyền thoại, mới ghi cái clip một huyền thoại CB400 rồi. Thì đây là chiếc CB1001. Đây là chiếc CB1001 đời 2018. Vừa rồi các anh cũng tìm kiếm CB1001 nhiều ha. Và mình cũng giao dịch một số xe, và hôm nay tiếp tục có xe đẹp về luôn. Anh em quan tâm thì lựa chọn nha. Chiếc CB1001 này lưu ra đứng này. Chiếc CB1001 này đăng ký lần đầu 2018. Chính xác hơn là chiếc xe này được sản xuất cuối 2017 và nhập về đây đăng ký lần đầu là 2018 nha. 2017, 2018 trở lên thì là đèn LED rồi nha. Còn 2016 đồ trở về trước thì đèn halogen, và nó thường bánh căm và nó cũng có bánh mâm nữa, nhưng này là bản phiên bản RS. CB400 thì quên, CB1001 thì có phiên bản RS và phiên bản AX. AX thì dòng bánh căm nha, dòng RS là dòng bánh mâm ha. Anh em chắc xem clip mình nhiều thì mình cũng thường hay nói rõ để anh em phân tích, để anh em quan sát xem. Đối với những anh em mà chưa có rành xe đó, ít chơi xe, để lần đầu tìm hiểu xe mình nói biết. Còn những anh mà đã chơi qua CB1001 hoặc CB400 rồi, series CB á, thì chắc chắn là quá rành luôn, thậm chí rành hơn mình luôn á. Đây, thắng đĩa đôi, phanh ABS nha. Xe Odo hôm nay là 8.800, đồ rất là đẹp nè. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, đời 2017, 2018 thì phục màu vàng, 2019 thì phục trắng, và 2020 thì phục đen ha. Nó chẳng qua là nó khác cái màu thôi, nhưng mà mình thấy cái màu vàng đẹp lắm. Rồi, xe được dùng ít, lớp vỏ đẹp ha, mọi chi tiết đẹp ha. Dòng này nhập châu Âu, có bao tay sưởi ấm này luôn ha, có bao tay sưởi ấm. Rồi, đây chiếc xe tới Odo hôm nay là 8.885 km.
báo số trên này luôn nha. Xe còn cặp chìa khóa còn mới đẹp luôn ha. CB1001 nè, chìa khóa này còn mới đẹp luôn. Thùng xăng này nước sơn còn dán keo hết ha, còn dán keo. CB1001 có khác với CB những series CB như CB400 thì giải nhiệt bằng nước ha, bằng nước. Còn CB1001 này thì sẽ giải nhiệt bằng dầu, bằng gió các dầu ha. Đây, đây là các dầu chứ không phải là các nước nha. Nó có những điểm khác biệt nó như vậy á. Rồi. Và cái bô này thì bô này màu inox ha, nên nó không bao giờ cháy. CB400 thì nó sẽ bị cháy bô, nhưng mà nó cũng không có, nó cũng không phải là hư hao gì ha, nó bị cháy bô. Chứ còn dòng 1001 thì nó còn y nguyên vậy đấy, cỡ nào cỡ nó cũng mới tinh như vậy mà thôi. Động cơ 1001, CB1001 nè, động cơ nhìn đã không? Vạm vỡ đẹp ha, mượt mà lắm. Chiếc xe được sử dụng ít, so ra 2018 tới nay mà sử dụng 8.000 mấy cây thì ít chứ không có nhiều. Nên chiếc xe còn rất là chất đẹp, không có đâm đụng, không tái ngại gì hết. Những con ốc đầu nè. Đẹp. Bô cũng còn mới đẹp luôn ha, không có đâm đụng hay ngã trầy xước gì hết. Phuộc trước vàng thì hiển nhiên phuộc sau cũng vàng luôn ha. Cái tông phuộc trước sau thì tông sau nó vậy, phuộc Sua có bình dầu luôn. Rồi. À, chào em. Diễn viên điện ảnh tới mua xe Thứ Gì Đông hết ta. Nó đang đóng phim này Thứ Gì Đông quên này. Rồi. Hello em, anh bắt tay cái. Bữa nay không đi đóng phim hả? Dạ có đó, anh đi suốt hả? À dạ hả? Rồi. Anh đi ghi YouTube cái xe em giờ nha. Đi ghi hình cái mặt lên YouTube chắc đâu sao, em là người nổi tiếng. Dạ được. Lên đâu sao hả? Rồi. Rồi, em quan tâm xem chơi đi rồi anh ghi lại cái. Đây, CB1001 thì đi hai người rất là khỏe ha. Nếu mà lựa chọn những cung đường hai vợ chồng đi chơi nè, hay là chở thêm một người nào đó đi chơi, đi với chiếc 1001 thì đi rất là khỏe. Người ngồi sau rất là khỏe nha, cái yên mềm, im nè, mà nó không có bị chút, nó không có bị khó chịu. Đang review cái tiếp khách cái nó bị lạc nhịp một tí xíu, nhưng mà anh em quan tâm mà chắc không sao hả. Rồi đây, mọi thứ rất là chỉnh chu đẹp nha. Rồi, xe mới về rửa nó có chất dầu một tí xíu. Thường thì ở bên mình về là rửa từng chi tiết nhỏ rửa hết hả, rửa cho sạch từ trong ra ngoài vậy đó, nên tất cả nó đều mới sạch đẹp. Đây, động cơ 1001 mình nổ máy quý khách nghe nha. Rồi, quá ngon rồi.
dòng này thì rất là đầu đồng cối đá, xài hoài nó không có gọi là hư hao cái gì, muốn nó hư nó cũng khó lắm. Mình biết mà, anh em quan chắc chơi có chơi CB thì biết hả. Động cơ rất là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu nha. Cái chiều cao yên của chiếc này thì 785 thì nó cũng cao chứ nó cũng không có thấp lắm nha. Đúng, đối với một dòng Lexus thì nó không có thấp lắm đâu. Và trọng lượng của chiếc xe này thì 252 kg. Thì đối với một dòng Lexus thì chiếc này nặng chứ chiếc này không có có nhẹ ha. Thì anh em cũng, mình nói để anh em biết và cân nhắc nha. Mình cao 1m65 nè, 1m65-66 thì ngồi như vậy thì chạy cũng rất là tương đối thoải mái chứ nó không có phải là khó ha. Còn những anh nào mà thấp quá hay sợ nặng rồi thì chiếc này nó cũng hơi nặng ha. Còn nếu mà nhẹ hơn thì có CB400 ha. CB400 thì chỉ 205 kg thôi, còn chiếc này thì 252 kg. Nhưng mà nó có nặng thì bù lại thì chạy nó đầm hơn, mình đi đường xa thì nó sẽ đầm hơn và nó thích hơn ha. Rồi giờ là quyền lựa chọn của cái cách mà thôi. Thùng xăng này đổ đầy thì được 18 lít, nó cũng đổ đầy thì chắc đi xa là tương đối xa đó chứ không phải là ít đâu, không phải là ngắn đâu. Rồi, tất cả đều đẹp. Còn quý khách quan tâm chắc sẽ là cái giá mà thôi. Hiện tại ở nhà còn hai chiếc ha, này một chiếc màu đen và chiếc màu quạt. Chiếc màu quạt thì có làm clip rồi, quý khách có quan tâm thì thích màu đen hay màu quạt thì lựa chọn nha. Chiếc này màu đen có giá bán là 485 triệu, chiếc màu quạt có giá bán 520 triệu. Vì chiếc màu quạt đi ít hơn, odo 4.000, còn chiếc này odo 8.800, thì cái khoảng odo như vậy nó cũng sẽ chênh lệch nhau tiền nhau hả. Còn quyền lựa chọn thì của quý khách ha. Nhưng mà chiếc xe nó đẹp chứ nó không có xấu, nó đẹp lắm, rất là đẹp, rất là vừa ý. Nhưng tâm lý anh em đi mua xe nhiều khi lên tới nửa tỷ tiền như vậy đó thì cân nhắc ô đô này kia, nhưng mà mình thì mình thấy nó trên lệch bao nhiêu thì nó cũng không có vấn đề gì. Còn quyền thì quý khách lựa chọn mà thôi. Rồi, giá bán 485 triệu cho chiếc CB 1001 đời 2018. Đăng ký 2018 đúng ra thì cuối 2017 thôi, nhưng mà nó là bản 2018 rồi đó. Odo 8.800 có giá bán 485 triệu, xe nhập khẩu hải quan chính ngạch nên việc công chứng sang tên rút gốc gì đi đâu cũng ok hết ha. Quý khách có quan tâm thì trên góc màn hình mình có hai cái số điện thoại là 0933891954 và 0902319854. Rồi, Moto Văn Nga xin kết cái clip tại đây. Mình xin kết cái clip tại đây và mình xin chào và tạm biệt mọi người và chúc mọi người sức khỏe. Rồi, xin chào.